Lưu ý khi đặt inbox sứ làm quà tặng trong thời gian dịch Covid-19. Bạn muốn đặt inbox nhưng đang trong thời gian diễn ra dịch Covid, phải làm sao để nhận cốc được an toàn và nhanh chóng? Sau đây, mình sẽ có một vài lưu ý cho các bạn. Chính phủ khuyến nghị không nên gặp gỡ hoặc đến nơi đông người, vậy nên các bạn hãy ở tại nhà, liên hệ với bên mình qua hotline hoặc Zalo 092 5436 888 để được tư vấn inbox. Các bạn chỉ cần gửi ảnh hoặc chữ muốn in qua Zalo, bên mình sẽ thiết kế demo mẫu in cho các bạn, chỉnh sửa đến khi các bạn ưng ý mới in. Sau khi in cốc xong, bên mình sẽ quay clip hoặc chụp lại thành phẩm và gửi cho các bạn. Nếu ở gần thì các bạn qua lấy cốc hoặc bên mình đặt ship mang đến tận nơi. Như vậy là các bạn không phải đợi ở cửa hàng trong thời gian dài để lấy cốc. Nhận cốc về rồi, trước khi mang tặng hoặc sử dụng, các bạn hãy khử khuẩn cho an toàn, dùng dung dịch sát khuẩn tay trước rồi lau lại toàn bộ cốc để đảm bảo đã sạch hết vi khuẩn. Vậy là không cần phải ra ngoài, chỉ việc ngồi tại nhà đặt in cốc online là các bạn sẽ nhận ngay được trong ngày đối với những bạn ở nội thành Hà Nội, sau một vài ngày đối với các bạn ở tỉnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của bên mình. Hãy liên hệ ngay Eomedia Hotline 0925 436 888, website http incoc.eomedia.vn.